Hello, nhà ơi. Trời, hôm nay ngày mới thật là tinh mơ, là đẹp đẽ trong người như vậy nha. Đẹp đẽ trong người. Nói hơn. Hello, dạ em chào gì có mặt trong livestream của em ngày hôm nay. Nhanh tay lẹ chân giọng. Trời, giọng này tốt quá, là tôi chửi lộn cho thấy. Nhô, vô đây, dạ đâu vô đây. Lẹ. Trời đất ơi, sợ gì Quỳnh trời ơi. Hello Ngọc Nguyễn nè, anh chào Ngọc Nguyễn của anh nè em ơi. Bùi Mạnh Linh nè, chào Bùi Mạnh Linh nè em ơi. Anh sợ em ơi. Kim Ngọc, chào Kim Ngọc luôn. Chào nước của ba đầu nhi. Đây Linh Trần, chào Linh Trần này, con khỏe không con ơi? Rồi bây giờ mọi người xe chim xe ơi giùm cho em. Thì ngày hôm nay nhà tài trợ là tên nó được mang tên là Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi là Bùi là Bùi Mạnh Linh. Binh Mạnh Lùi, Binh Mạnh Lùi là Bùi Mạnh Linh nhớ gì nha. Chào anh Lâm và Kim Luyến, chào em Luyến Luyến đồ nè. Tình nồng thấm xuyên qua bao mái trên Luyến đồ nè. Dạ chờ Kim Phân nè, Ellie Kim Phân nè, tên dễ thương vậy. Ellie Kim Phân, người nước ngoài hả em? Ủng hộ xe chim xe ơi giùm cho em cái gì nha. Dạ chào em Bùi Mạnh Linh, Bình Mạnh Lùi đồ nè. Rồi bây giờ mọi người sẽ like stream ủng hộ giùm cho em như gì nha. Thì ngày hôm nay em like sản phẩm tấm chắn được mang tên là AC Skin đúng không Quỳnh ơi? Thì sản phẩm này chuyên là nhập khẩu như anh Nhon Seo rồi. Bây giờ là mình chơi cho vui nhà vui cửa Quỳnh. Bo Nguyễn, chào Bo Nguyễn, ok Hà Nguyễn chào mọi người, xe chim xe ơi giùm cho em nha. Chào anh, chào em, chào mọi người ơi. Trà Ngọc ơi, khỏe không? Trà Ngọc ơi, bao lâu thì không gặp nhau, bao lâu thì không thấy nhau rồi Trà Ngọc ơi. Em khỏe không? Bây giờ mọi người xe chim ủng hộ giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân những gì nha, chạm trai cho mọi người lên. Ok chị Mộc Trà, cảm ơn Mộc Trà đó nhiều, chị yêu của em. Chị Mộc Trà thì xe chim ủng hộ giùm cho em, chị yêu của em. Lily ủng hộ xe chim nè. Hiền Thanh, Hiền Linh đồ nè. Kim Đào nè, Kim Đào nè, phải Kim Đào ơi. Anh Lâm hôm nay chinh phục ước mơ được mình hả Quốc Võ, cảm ơn em. Ok Phương Lê, Bảo Duy rồi nè. Rồi bây giờ mọi người xe chim sơ cái hát đồ này nọ tặng quý vị nha quý vị nha. Thì những cái cạc điện thoại 50.000 dành tặng cho quý vị ngày hôm nay. Trần Quốc Minh An, chào Trần Quốc Minh An. Bơm mày khỏe không Bơm? Mày sao gì Bơm? Bữa tao khen cái hình xăm mày, tao nói ủa Bơm. Rồi mày xăm gì trên tay của mày vậy, xăm gì luôn? Tao mày xăm cái gì trên tay của mày vậy Bơm? Thì mày nói cái miếng sushi, thì tao nói trời đất ơi, tự nhiên xăm cái miếng sushi. Cái mày đăng quý sao tút mày chửi tao, quỷ khùng nha, nha. Mày chửi anh quá trời luôn Quỳnh. Quỷ Bơm á Quỳnh. Mà dù ta xăm gì, tao nói ờ, ta xăm gì, dù xăm gì mà ghê, quỷ xăm miếng sushi. Tấn Ngọc Võ nè, quỷ Bơm xăm miếng sushi. Hỏi ủa ê Bơm sao mày xăm miếng sushi vậy? Nó nói là trời tao thích ăn sushi tao xăm sushi. Quỷ Bơm xăm nhí anh yêu nhớ anh muốn chết à. Hữu Phúc mà xạo mày, Hữu Phúc mà xạo Lê Mi nè. Cảm ơn quý vị đó nhiều, nhanh tay lẹ chân xe like chim cho em cái gì nha. Nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em, mới qua đây con nghĩa là ai à, khoái anh hả. Cảm ơn quý vị ngày hôm nay em like sản phẩm tấm trắng AC Skin như gì nha. Hôm nay không đi show hả, giờ em like chim xong đi show nha. Vì mọi người ủng hộ giùm cho em, ngừng chai các em có tiền xem đi, em đi show. Ok Thu Hằng, chào Thu Hằng Tiên Phan. Rồi bây giờ mọi người xe chim hát ô tô đi Quỳnh ơi, nhạc đi Quỳnh. Ok Thanh Phong, chào Thanh Phong. Xe chim đi mọi người ơi. Xe chim dùm cho em 50.000 sẽ dành tặng cho quý vị nha quý vị ơi. Nhanh nè. Lẹ cùng xe like chim dùm cho em đi mọi người ơi. Vô là vô. Xe là xe. Nhanh là nhanh. Còn mua mắm Tấn Ngọc Võ trời đất ơi. Lẹ nhanh giùm cho em số gì ra. Thì ông nâu nè. Thì bay đi đâu nè. Qua nờ những cách thăm nè, ba gì ra comment giùm cho em. Tất nhà đây tôi chửi mấy con hàm ấy nè. Nè, những cái con mà vô đây mà hay sân si á, mà hay soi mối đồ này nọ đó, mà hay rình rập đồ này nọ để kiếm đồ mà câu like đó, nè mấy má bớt vô giùm con đi. Bây giờ rảnh nó về nhà rình rập ba mình, rình rập má mình, coi già cả tới nơi rồi có trúng gió không hiểu không, có bệnh hoạn tao nó lên sông máu, tăng sông máu không, bớt vô kiếm chuyện giùm. Vô đây con một comment xạo tao lóc hết, tao lóc liền tay nha, bớt nghiệp với mẹ. Anh yêu con Diễm bắt dối nó bỏ em rồi hả? Hữu Phúc thiệt không? Thiệt không? Cảm ơn quý vị. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em gì? Nó bỏ rồi. Ủng hộ đi vậy, xe chim xe ơi giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn mọi người đó nhiều. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị, nói chất quá hả? Ồ mấy má xàm, mấy má rảnh rỗi quá.
Mấy má trời bây giờ tao đi kiếm tiền, má lâu đi kiếm chuyện. Thì bây giờ vô me tôi thì về tao coi coi mẹ ông bà già mình ở nhà coi có đói có khổ gì không, phụ giúp cha mẹ mình bớt nghiệp đi mẹ, sống cho vừa lòng với mẹ. Ở đâu ra vậy trời đất ơi? À, anh ơi tiếp đi hả? Ok giờ hát tiếp như vậy nha, nhạc lên trỗi nhạc lên. Ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra. Mấy cái con yêu nghiệt để tao lóc hết nha. Nhanh 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 vô comment tao lóc tao tiêu diệt hết nè. Ba gì ra con, ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra. Má em bừng nóng đi cày bừa, tía em bừng nóng đi cày bừa. Má em là một người nông dân, tía em là một người nông dân, cùng sống với nghề nông dân. Những đêm trời trắng lên tròn tròn, gió đưa cành tre che xào xào. Chúng em cùng hợp đồng vui chơi, chúng em cùng hợp đồng vui ca. Trong ánh trăng vàng bao la, con ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra. Ê, ê má nghe má nghe má phải hôn má nghe ơi, ba gì ra con, ba gì ra. Thôi thôi chàng ơi, gái đôi dịp cầu rớt luôn cái khăn em đội đầu. Số gì ra chữ chết hả? Quỳnh như cúng áo anh Quỳnh. Số gì ra con, ba gì ra, ba gì ra. Đứa nào vô đây loạn quạng tao tán một phát. Đầu tét làm ba mà da tét làm bốn, rốn tét mà làm năm, cầm tét mà làm sáu. Nhanh 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 nhanh. Thích những mấy cái like của anh vợ gái hả? Thiệt không? Thiệt không? Mai tôi vợ gái nha, nha nha. Ba gì ra con, ba gì ra chưa? Vân Nguyễn nè, chị Vân Nguyễn ơi. Kim, tới ngày chị Vân Nguyễn, chị chia sẻ livestream giùm cho anh Lâm. Ờ em không biết em hay chị nữa. Chị thôi chị đi ha. Chị chia sẻ xong rồi cái liên hệ Mạnh Linh Bùi, chụp màn hình gửi Mạnh Linh Bùi. Nó gửi chị cạc điện thoại nha, chị yêu của em. Nhanh tay lại chân xe livestream. Bữa nào má lên chơi hả? Dạ cảm ơn, dạ. Vô chơi với con nha má. Cảm ơn cái gì đó nhiều. Mọi người xe livestream ủng hộ đi. À, rút kinh nghiệm nè má. Rút kinh nghiệm rồi. Dạ à, mấy con mà vô soi mối vô đây coi thoải mái nha nha. Nghiệp không à. À, anh làm đẹp trai làm thơ hay nữa, cảm ơn em cho ủng hộ cái gì nha. Ngày hôm nay em like sản phẩm đúng trắng được, mang tên là Asia Skin nhau gì nha. Cảm ơn cái gì, vào đất được xem á, từ từ đi mẹ. Rồi tôi mới like à, chưa được 5 phút nữa, ở đâu mà nhiều. À, Hữu Phúc, cảm ơn Hữu Phúc rất nhiều. Ủng hộ sẽ chim sơ ơ dùm cho em nhau gì nha. Cười à. Con nào mà kêu bé Lê Văn Đạt đồ này nọ tao lóc hết nha 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 nha. Cái gì mà cứ chào bé Lê Văn Đạt, chào bé Lê Văn Đạt hoài vậy hả? Răng trắng quá đây hả? Hôm nay nghĩ là ai vui ghê hả? Chơi tiếp đi anh hả? Chơi tiếp đúng không quý vị? Rồi bây giờ mọi người phải xe chim dùm cho em, xe chim ủng hộ dùm cho em. Nhanh tay lẹ chân bé Nhi. Nhi, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Bây giờ anh chị em là mua để số điện thoại dùm cho em. Chơi tiếp đi anh hả? Chơi nữa đi, cảm ơn vậy. Nhanh tay lẹ chân xe chim ủng hộ dùm cho em. Xe mạnh tay đi quý vị ơi. Mọi người ơi xin lấy xe chim dùm em. Mọi người ơi xin lấy xe chim giúp em. Mọi người ơi xe chim, mọi người ơi xe chim của em đi mọi người ơi. Nhà đi em ơi. Gì ra con, số gì ra lanh mới vừa mấy má dễ thương hả? Cảm ơn sẽ chim mỏi mòn hả? Xong ơi sẽ chim cho Lâm nha. Không gì ra, không gì ra con, không gì ra, không gì ra. Số gì ra, số gì ra con, số gì ra. Mẹ đi vắng nè, mẹ đi vắng nè, em sang chơi nhà bạn. Đi à đi à, em cầm cái đàn em hát, em cầm cái đàn em hát, hát cho mẹ về với em, cho mẹ về với em. Số gì ra mẹ lai kim, khi bình minh e sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh dân còn đông trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu thiết tha, cho từng ánh mắt che thở, cho từng khúc nhạc yêu em. Như thời gian em đêm theo tháng năm, như dòng sông gần điều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây tương lai quê hương sáng ngời. Con không gì ra, không gì ra ha, lẹ 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 nhanh 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 mà xe livestream và comment. Con không gì ra, không gì ra con, không gì ra. Số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra. Lẹ 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 nè,
nhanh nè, không gì ra comment con số trúng ngày hôm nay, ai cũng có quà có cáp ngày hôm nay, là những cái đạt điện thoại dành tặng cho quý vị luôn. Con chẳng chờ gì nữa, xe like chim mà tim like share giùm cho em đi, mọi người ơi. Số gì ra không 8 linh gồm luôn, linh gồm ơi, linh gồm luôn. Rồi tới nhà đi. Rồi, ê, ủng hộ giùm chị em giùm chị cô đố đi. Mình nhạc xong cái mình chơi cô đố rồi này nọ như vậy nha. Cho vui nhà vui cửa. Thì bây giờ mọi người ta nó comment giùm chị em cái gì nha. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, đi đâu mà dội mà dàm dắt phải đám hoàng phải dây như vậy nha. Dừng chân đứng lại nơi đây, ủng hộ giùm chị em đi cái gì ơi, ủng hộ giùm chị em đi mọi người ơi. À. Cái gì vậy? Quỳnh nói đi Quỳnh. Mình nhìn cái màn hình kìa. Điên của Quỳnh ơi. Ghê quá ha. Có đầu ghê. Nói đi. Dạ mọi người ơi, mọi người chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Ngày hôm nay là bán tắm trắng cho mấy chị nha. Tắm trắng, một trong những tắm trắng hiệu quả cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Dạ rất là trắng luôn, những chị em nào muốn trắng vô nghe livestream ngày hôm nay nha cả nhà ơi. Dạ vô livestream của em ngày hôm nay cái gì nha. Bây giờ em đố câu hỏi nha, bây giờ ai mà trả lời đúng câu hỏi là em tặng cái gì 50.000 liền, cái cạc 50.000 nha, cái gì nha. Em đố gì, cầu gì nguy hiểm nhất. Ờ ngày hôm nay bán skin như vậy nha. Ê té Nhi kẹt tay con. Cầu gì nguy hiểm nhất. Ờ rồi ghi mày luôn. Bà đằng sau làm lố thì mày đi ra đi, sao mày mắc cười quá. Tụi bay sao sân si, bỏ tật sân si đi. Tao lại tụi bay luôn có được không? Tụi bay bỏ tật sân si được không? Tụi bay chơi Facebook, tụi bay làm ở, tụi bay văn minh lịch sự được không? Cái gì mà vô sân si me từng câu hỏi, từng cái gì. Bây giờ bình thường mấy má cũng nói nhạt nhẽo, làm miếng má chú lố, sống thật cho mấy má vừa làm. Cái con Nguyễn Khánh nè, mày được mày lên bàn thờ mày ở đi. Người đó mà kỳ cục kỳ đời, quỷ ma của hột đám bên xe gan của trước tiểu đường không à. Quỷ ma đâu không à. Kể đi. Cầu hồn sai, ê, cầu dao sai. Dạ mọi người chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Ngày em đang bán tắm trắng nha mấy chị ơi. Linh gồm ơi, em chia sẻ bị sao rồi nha Linh gồm nha. Không có được nha Linh gồm. Em phải chia sẻ trước cho xem chia sẻ sao. Cầu giao sai nha chị nha. Cầu giao sai luôn. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em gì nha. Mấy má khó tính quá, tôi nói thiệt mấy má luôn á. Sống sao vừa lòng với mẹ. Tôi nói thiệt luôn á. Duyên dễ sợ hả. Cái gì vô nó cũng nói được hết trơn trời. Mình thích thì mình coi, không thích thì đi ra. Mấy má sao chưa, mấy má rảnh quá à. Vô tôi nó sân si từng cái. Cầu hư sai, cầu hôn sai, cầu giao sai, cầu tiêu sai, cầu giao sai như vậy nha. Mấy con mà sàm sàm, mấy con mà khó tính quá, tụi bay lên bàn thờ đi. Ngày thắp ba cây nhang tụi bay, tao gửi tên bay vô trong chùa Hoàng Pháp đó. Rồi tụng kinh sám hối tụi bay. Nguyễn Văn Cao thấy không, con bé kia thổi kèn hết ý nè. Mày chết đi rồi tao kêu con bé nó về thổi kèn cho mày nha. Thổi kèn trục sức mày lên, tao nói chính miền cực lạc. Cầu gái sai, cầu thủ sai, cầu tre sai. Hôm nay Lâm dữ quá, em định là hiền rồi có gì mà mấy con quỷ nó vô dừa. Không có dừa lòng mấy má thiệt. Cầu giao điện sai. À. Dạ cả nhà ơi, cả nhà mình đừng quan tâm nha, chỉ quan tâm sản phẩm tắm trắng ngày hôm nay thôi. Dạ đúng rồi, em chửi đây chửi cho vui nha chị nha. Trời đất ơi, chửi cho vui thấy không, chửi là lên view kìa mấy má thấy không. Chửi là lên là 4.000, nói chuyện bình thường là 2.000, chửi là lên 4.000. Chị Hải Yến nè, cầu siêu sai cái gì nha, cầu khỉ sai luôn. Cầu gì nguy hiểm nhất. Cầu dòng sai là Khánh Hiền ơi. Rồi bây giờ mọi người phải xe chim xe ơ giùm cho em. Cầu số sai luôn nha. Dạ mọi người ơi, ngày nay mấy tắm trắng nha mấy chị nha. Tắm trắng cực kỳ quả cho mình luôn. Nhi ơi, con quậy quá Nhi. Ờ khó quá, lên trời ở đi tôi thiệt. Sống sao cũng vừa lòng với mẹ, cái gì mấy mẹ cũng nói hết trơn trời tôi thiệt. Làm người bây giờ khó quá mấy mẹ ơi, tôi thiệt. Con quỷ tao lóc hết nè. Đó, ê. Thôi bỏ đi để lóc tụi nó hả, cảm ơn vậy. Dạ tắm trắng này là tắm trắng của Bùi Bình Linh nha mấy chị nha. Bùi Bình Linh ơi, comment em ghim lại nha Bùi Bình. Đọc lại câu đố em đố cái gì, cầu gì nguy hiểm nhất nha mấy má nha. Cầu thang sai, cầu cơ sai nè. Ờ chị Quỳnh xinh quá. Rồi nhanh tay lại chân cầu hôn sai nha mấy chị nha. Cầu mai sai luôn. Ờ cầu gì nguy hiểm nhất, cầu dao sai nha mấy chị nha. Nhanh tay lại chân như vậy nha. Anh chị em nào mua đồ để số điện thoại giùm cho em thì em xa luôn. Ờ đang buồn ngủ tỉnh ngủ cười tỉnh ngủ. Anh Khanh em nói thiệt, anh Khanh biết cái nết em từ đó giờ anh Khanh đúng không? Trời đất ơi, nết em là có sao thì tao nói bình thường, em không bao giờ em dữ tợn gì đó.
mà mấy con mẹ mà vô mà coi livestream khó khăn cực khổ trăm bề với mấy mẹ, tao nói là chín ngừ mười ý sống sao cho vừa lòng với mẹ tôi thiệt. Thì bây giờ nếu mấy mẹ không thích tôi với mẹ đi ra đi nha, không có mượn coi tôi phục vụ fan của tôi, phục vụ khách hàng của tôi thôi. Cái vô nó ghẹo chọc em chữ không có vậy. Trời đất ơi, à, cậu hồn sai 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 ghi mình luôn. Trời đất ơi, quên bụi lên đây, tao lo tao chữ lộn tao quên luôn chứ. À, vậy chữ nhiều lên hả? Trời đất ơi, đó thấy không, ừ, cái mỏ cái cưng dễ sợ. Dạ cảm ơn gì cầu hiểm sai, dạ em cảm ơn mọi người cầu long biên sai những gì nha, sai 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 cầu hiểm. Thì ngày hôm nay em live sản phẩm được mang tên là ASEA Skin những gì nha, sản phẩm chuyên về dòng tắm trắng. Tắm trắng là tắm trắng mà tắm trắng được nhập khẩu từ Hàn Quốc, thì giá hiện tại là 490 ngàn. À, ok để số điện thoại luôn kìa. Cảm ơn quý vị cầu hồn sai những gì nha, chữ tới ho em chữ mà em ho luôn quý vị. Trời đất ơi, bình thường là nói chữ lộn, à, ngày nào cũng chữ lộn. Nghiệp của em bây giờ chắc chồng quý vị, à, duyên dáng của hả Cẩm Trang, duyên thì sẽ live stream cho tôi. Ê, khô rồi nha mấy chị nha, em sẽ đi tắm cho mấy chị coi. Từ từ, ở đây luôn đi, tắm chi? Tết nè. Tết hả, từ từ đi, chữ lộn xíu đi. Thôi đừng vui nữa. Chữ lộn đi. Kệ nó đi, nó không làm gì mình đâu. Nó không làm được gì của mình. Nó làm gì? Nó không... Nó gì? Nó không gì. Dạ cái cầu này gần là gần cầu giao luôn, gần cầu giao luôn, gần cầu giao luôn. Lẹ lẹ để số điện thoại giùm cho em. Mấy con này tao lắp hết nè. Mày hả mày? Yêu nghiệp, yêu nghiệp. À, chữ cũng duyên nữa. À, có nhiều người follow quá bệt lắm mấy má. Thiệt á, tôi tưởng từ ngày xưa là tính, ôi trời nhiều người follow chắc trời ơi mình vui lắm, người ta sẽ thương mình nhiều lắm đây. Nhiều người follow, nó vô nó chữ không. Nè, cu ma thon, lấy cu ma thon đây. Đây, sao luôn. Nè, con này mà chữ tao cho cu ma thon này nha 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 nha. Cu ma thon. Bẹt. Giờ cái lỗ lên. Bẹt đây cu ma thon nha má má nha đây. Đây nè, cầu chì đúng nè. Ok, cẩm mỹ đúng nha, cẩm mỹ nha, cầu chì những gì nha, cẩm chỉ. Nhanh tay lẹ chân. Nói nhỏ thôi bà nội tao đang ngủ. Bà nội mày đang ngủ thì mày mở kinh cho bà nội mày nghe đi. Mày mở livestream chi cho tao nói nhỏ. Ê quý vị thấy nó khùng không quý vị? Tự nhiên nó kêu em nói nhỏ đi. Để bà nội nó ngủ. Thì bà nội mày ngủ thì mày mở bolero cho bà nội mày nghe. Hay là mày mở dân ca Quan Họ, dân ca Bắc Ninh cho mày mở cho bà nội mày nghe. Mày nghĩ tôi mở livestream của tao, cái miệng tao ồn như vậy sao bà nội mày ngủ? Lóc hết, rồi em sẽ lóc hết nhau gì nha. Cảm ơn chị trời được em bán đồ mày mệt quá gì thiệt sự luôn. Ê, cái thằng gì nè, Bùi Mạnh Linh vô comment giùm Lâm đi. Ờ, để ba chơi cu ma thon liền nha, con mà vô mà ghẹo chọc mà ta chơi cu ma thon liền nha 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 nha. Cậu giáo điện đòi đây, đây cu ma thon. Nó có cái lỗ thần kỳ mấy má thấy không? Là những cái tia nghiệp nè, nó sẽ chĩa vô trong mặt mấy má. Bớt nghiệp giùm cho tôi đi mấy mẹ. Xe chi ủng hộ giùm cho em những gì nha. Thì ngày hôm nay là sản phẩm Asia Skin. Đây sản phẩm cái dòng đen đen như thế này những gì nha. Ê, đừng lóc tụi nó hả, cảm ơn gì. Ờ, nhanh tay lại chân đó, cầu trì những gì nha. Anh Kim cho trả lời là mất cái comment đòi bà Bùi Mạnh Linh. Thì mày comment lại, thì mày comment lại Bùi Mạnh Linh. Anh đang bị khó chịu. Em là nay là em bị nha, mùa dâu nhớ gì nha. Gì? Được, không nói được. Gì? Hữu Dương nè, tao lóc mày nè. Mày hả mày, yêu nghiệt. Mày hả mày, anh ơi hả? Bữa nay view nhiều hả? Chữ cái tăng view đó. Chữ cái lên 5 ngàn. Không cái gì em chữ vui vui thôi gì ơi, trời đất ơi, chữ là phải chữ duyên chữ dáng nữa má nha. Gặp Lâm giải trí buổi trưa hả? Ok gì giải trí buổi trưa, trưa làm gì rảnh rỗi làm gì ở đây coi livestream của em nhau gì nha. Nhanh tay lẹ chân, không có bán chân gà với mẹ ơi. Cảm ơn quý vị, nhanh tay lẹ chân nha mọi người. Bây giờ ai mua cứ để số điện thoại giùm cho em, thì em alo 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 tư vấn cho mọi người. Cái mỏ chàng hãng nó kệ tôi đi, cái mỏ chàng hãng kệ tao đi, mày cũng xàm quá à. Đây tiếp đi anh hả, sao nóng vậy, kệ tôi đi, kệ tôi đi, kệ tôi đi. Nhà ai đây, gần Tết tới nơi rồi, ai mà thiếu nợ quý vị nha. Ai mà thiếu nợ hoặc là cái con hàng xóm nó dục rác của nhà quý vị thì alo trực tiếp cho em. Thì em sẽ thay mặt dòng họ và tay em tiếp, em cân tim cho quý vị nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Lúc trước ốm dễ thương hả? Dạo giờ em ốm vậy, giờ vẫn ốm cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Thế nào sản phẩm nào là tốt hả? Thấy anh like nhiều tấm trắng. Dạ đây thưa quý vị ơi,
Dạ bây giờ trong xã hội chúng ta có rất là nhiều người nha chị nha. Ví dụ trong livestream của em chị cũng thấy đúng không? Người lịch sự cũng có và người xí mứng cũng có luôn. Thì nói chung là rất là nhiều thành phần. Và cái người mà ta nói thu nhập cao cũng có. Ví dụ người thu nhập ngàn tháng mấy trăm triệu cũng có. Người thu nhập 1 tỷ tháng cũng có. Người thu nhập 3 triệu tháng cũng có. Thì ngày hôm nay em bán rất là nhiều loại tấm trắng là phù hợp với tất cả mọi người. Ví dụ em bán 100 mấy là phù hợp với những chị em công nhân, phù hợp với những anh chị mà làm ta nói dân tăng tay lao động rồi đó. Mấy lao động mà dù ngày ta làm 200 ngàn thì ta mua tấm trắng 100 ngàn, 90 ngàn thì hợp lý đúng không quý vị? Còn ngày hôm nay là 499 ngàn sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, làm trắng da, mịn màng da và sáng da, dành cho những người có thu nhập cao hơn. Dạ đúng rồi, cái like của em là những cái siêu thị vẫn gì, những cái siêu thị đó nói chung là vô lựa cái nào cũng được hết trơn rồi, cái nào cũng trắng, cái nào cũng ok hết trơn hết rồi giống gì nha. Nhanh tay lẹ chân, nhanh như chớp vui hả? Nhiêu tiền combo 1.470.000 gì nha. Hồ Bích Trâm cảm ơn gì à, chữ hay hả, ủng hộ giùm cho em. Hồ em nói gì thiệt sự luôn á, chưa em đã muốn chữ lộn gì. Bây giờ nói chuyện nhỏ nhẹ, bây giờ em thử nói chuyện nhỏ nhẹ để đi coi. Dạ mọi người ơi, thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho Lâm nhớ gì nha. Sản phẩm này tắm trắng Asia Skin là sản phẩm chuyên dòng tắm trắng. Dạ, em nói chuyện vậy nó khỏe hơn đúng không quý vị? Nó khỏe hơn đúng không quý vị? Còn bây giờ nó vô nó cứ chửi em hoài thì cái miệng em phải phóng lên như vậy để vừa lòng tụi nó. Ê, khoe vú, cái tao không phải làm gái nhưng mà khoe vú. Dạ mấy chị ơi, đây em test cho mấy chị coi rồi nha. Sản phẩm này cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi. Khoảng để tầm 15 đến 20 phút thôi nha mấy chị nha. Bật tông rõ rệt luôn mấy chị nha. Lại sẽ bật tông liền như vậy nha. Ví dụ như ai mà đã sử dụng sản phẩm này cho em cái phịch bạch như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Tay trắng một tay đen rõ rệt luôn nha cả nhà ơi. Bạn đóng hài hay vờ cờ lờ luôn hả? Coi buồn cười, coi buồn cười thêm muối luôn là gì Nguyễn Thư? Rồi đốt cuộc mày chửi tao hay mày chê tao thiếu muối. Đây cực kỳ trắng lắm chị nha, thơm anh. Dạ mẹ ơi, không có hàng phay mấy mẹ ơi. Chừng nào tao nói không có hàng phay tấm trắng mà hàng phay cái gì? Trắng rồi trắng mịn nha mấy chị nha. Một chai là mình sử dụng rộn được 2 tháng nha cả nhà ơi. Thôi nói to lên đi không? Thấy không, nhiều người coi thấy em nói to hay không vậy? Bây giờ em thử nói nhỏ cho chị nghe nha. Bây giờ mọi người tự mà tao nói là cái gì kêu là gì? So sánh nhau chị nha. Bây giờ em nói nhỏ đây. Mọi người thì cái này là sản phẩm Asia Skin. Thì sản phẩm này chuyên về cái dòng tắm trắng. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Hàn Quốc, làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Mình sức lên làn da của mình thì nó sẽ trắng lên. Chị em nào muốn mua để số điện thoại giùm cho em thì bên em sẽ alo cũng như là tư vấn chỗ vị. Chán không mấy má? Rồi chán không? Dạ ờ ủng hộ đi má ơi. Hàng giỡn mọi người, cái thằng Minh Quang tao hút sát mày bây giờ nha mày. Ok hacker để số thoại. Anh chị em nào mua để số thoại mình sức lên thì nó sẽ sáng lên, mịn màng lên và trắng lên những gì nha. Nhanh tay lại chân. À, tay này nó trắng đúng không? Đây mới tắm rồi mấy chị. Đây thấy không, là quý vị thấy nó rõ liền những gì nha. Bởi vì tao nói gia đình em nó trắng sẵn rồi vậy. À. Này em trắng mấy chị ơi, ngày nào cũng sử dụng hết cho mấy chị nha. Một tuần mấy chị nó sử dụng giùm em 3 lần, 2 đến 3 lần là được rồi nha. Một chai với giá 490.000, cả nhà mình mua một combo là 1.470.000 nha mấy chị nha. Mua một bộ là sẽ được tặng ngay một chai tại cái bò chết trị giá 490.000 được nha cả nhà ơi, được free ship toàn quốc cho mình luôn nha. Rồi anh chị em là mua comment số điện thoại giùm chị em, ok Hoài Dương số điện thoại luôn. Cảm ơn vậy. Ế xô không có ế xô đấy má ơi, tôi không có ế xô đấy mẹ. Giật cả mình hả? À, nói chuyện vậy cho vừa lòng với mẹ. Dạ giờ tối nay còn hai like nữa nha gì nha, còn rất là nhiều luôn. Dạ cứ chữ tôi đi, càng chữ tôi còn làm nhiều mấy má ơi. À, dạ xin quá hả, cảm ơn chị nhanh tay lại chân. Gặp thằng này nữa rồi hả, sao không gặp được em? Trời ơi bây giờ anh Lâm tràn mạng luôn. Ờ à, bây giờ phải gặp anh Lâm chứ em. Trắng sẽ bị đen không? Dạ không như vậy nha. Bên đây có chất chống nắng trong đó làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Cảm ơn chị nhanh tay lại chân. Nói nhỏ thôi, bầy heo nhà mày đang ngủ à? Mày đừng có điên quá mày ơi, mày coi livestream thì mày vô phòng mày coi. Tự nhiên mày ra chuồng heo mày coi làm gì? Vì số lượng tin nhắn quá tải nên một người mua hàng inbox tư vấn, inbox bùi mạnh linh giùm cho em những gì nha. Ok tiên văn số thoại luôn. Coi livestream cười giải cười muốn tụt hả? Đó kiếm hộp dễ thương. À, ở Nhật mua được không? Dạ ở Nhật mua được những gì nha. Nói chung là quý vị em gì không? Quý vị là cha là mẹ của em. Dạ quý vị muốn cái gì em cũng chịu gì hết trơn trời những gì nha. Thì bây giờ mọi người mua thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em, Ngọc Thái số thoại nè, Ngọc Ly số thoại nè, ở Nhật được luôn. Anh sẽ từ Việt Nam anh bay qua Nhật anh ship về cho em nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị nhân tay lệ chân những gì nha. Dạ cả nhà mình mua để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Một chai như thế này sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Đây là tắm trắng nha mấy chị nha. 490.000 thôi nha cả nhà ơi. Lấy đã lấy cái khăn ướt giùm danh rồi. Lấy khăn ướt trời ơi. Trời lát em cởi đồ ra. Cảm ơn chị con nhỏ cầm cái chai là ai vậy? Là ai chạy mẹ tao đi. Rồi vui duyên quá mấy chị ơi. Mấy chị mua quan tâm về sản phẩm thôi, đừng có quan tâm mấy người xung quanh. Mấy má hỏi sản phẩm này mấy má. Ở đây không phải là cái chương trình mà ta nói là hỏi đáp quanh đây nha. Chương trình là chương trình bán hàng nha chị nha, chứ không phải là cái chương trình hỏi đáp quanh đây. Vô nó hỏi ủa sao môi giống thịt đò vậy,
Ủa nhỏ ngoài sao là ai vậy? Ủa chân mày xà phung hả? Chân mày thiêu hả? Cái gì nó cũng hỏi hết trơn trời. À, cảm ơn chị. Nhanh tay lẹ chân anh chị em là mua để số thoại giùm chị em gì nha. Sản phẩm hiện tại dạ đúng rồi, ship qua gì vậy? Ship trong nước nhanh hả? Rồi đó xong ship ra ngoài đi em. Mấy chị ơi, bây giờ những chị nào mà quan tâm về cái sản phẩm tắm chắc cực kỳ hiệu quả này, cứ để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Phải để lại số điện thoại thì nhân viên bên em mới điện thoại tư vấn cho từng chị được nha. Trời đất ơi, nhân viên bên em 8.800 đứa nhỏ là chung dài trong nách cái gì nó ngồi trực điện thoại alo 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 alo. Nó điện cho chị tư vấn cho chị. Còn ai muốn làm chị nhắm làm đại lý thì liên hệ và xào giùm cho em như vậy nha. Gần Tết tới nơi rồi mình chuẩn bị cái sản phẩm đó mình bán, mình kinh doanh thêm, mình phụ giúp gia đình mình kiếm thịt cò, dịch thiết củ kiệu, rồi kiếm dưa muối, rồi kiếm nam chả đồ này nọ như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người ơi. Điên. Dạ mấy chị ơi, cực kỳ trắng luôn. Coi em mới test cho mấy chị nha, để xuất lên giùm em để khoảng 15 đến 20 phút sau đây tắm lại giùm em nha mấy chị nha. Cực kỳ trắng. Trời đất ơi mấy má ơi, nè mấy má xài mấy má lát tôi sức mặt cho chị coi như vậy nha. Không có bán đồ ăn gì, bán đồ ăn thì ra mấy cái tiệm chợ đêm đồ đó ăn đi mấy má. Ra chợ Bà Chiểu ăn cũng riêu cũng mắm đi. Người ta bán tắm trắng mà vô hỏi có bán đồ ăn không? Thích làm giảm ăn anh chị cực kỳ hả? Cảm ơn chị. Em đang diễn thôi đúng gì? Dạ. Quý vị ơi, livestream là một nghệ thuật và người livestream là một nghệ sĩ. Và nãy giờ những cái từ của em là em diễn hết nhau gì nha. Dạ. Dạ bây giờ em diễn tiếp nha chị nha, ủng hộ giùm cho em nó phải cái tông như vậy. Dạ phải nói chuyện cái tông như vậy. Cái tông cạch để sao? Để mọi người vô coi mình tao không chán, tay chân phải uyên thuyên lên, tay chân phải như múa đương đại mấy má để chương trình nó hấp dẫn hơn. Giờ ngồi để chuyện vậy. Mọi người ơi ủng hộ đi, nó chán không mấy mẹ? Chán lắm quý vị ơi, cái tông nó ào ào như vậy nó mới dễ thương như vậy nha. Nữa quỷ hữu đạt khúc cu nữa. Có dưỡng không nha mấy chị nha? Kem dưỡng ban đêm và ban ngày chỉ giá 490.000 một chai nha mấy chị ơi. Cả nhà mình mua một bộ là sẽ được 4 loại nha mấy chị nha. Một bộ là 4 loại với giá 1.470.000 được tặng ngay một chai để tới bộ chết trị giá 490.000. Đây là kem body nha mấy chị nha. Bên đây là dòng kem body, đây là sản phẩm từ Hàn Quốc 100% nha cả nhà ơi. Thì chất da sao nhiều người kết bạn nhanh quá Quỳnh. Dạ, kem body là gồm có hai loại, kem body ban đêm và kem body ban ngày, đồng giá là 490.000 một chai nha mấy chị nha. Đây gì coi nè, tin nhắn nè quý vị thấy không? Trời đất ơi. Đây cái body đặc biệt là cái body bên đây là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Đặc biệt là biết sao mấy chị mua xúc vô là thẩm thấu vô làn da của mình chứ không hề bị bết đít nha mấy chị nha. Khi gặp nước là không bị trôi nha mấy chị ơi. Rất là trắng, siêu trắng cho mấy chị luôn em nha. Đi Quỳnh, em đi Quỳnh nói chuyện dở của Quỳnh ơi. Trời em đi. Hôm qua em comment nó được cái sân thi mà người ta đi chửi. Hôm qua em comment anh nói đừng sân si vậy mà người ta vào chửi em. Chửi em hả? Trời đất ơi Hồng Ngọc ơi. Cái livestream của anh là tao nói giang hồ hỉ mát lắm em. Bây giờ từng cái lời nói là phải suy nghĩ nhanh nha. Quỷ ma bây giờ trà trộn em cẩn thận giùm anh nha cưng nha. Nhanh tay lẹ chân, cảm ơn mọi người. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người ơi. Mọi người ơi, cái thằng quỷ Nguyễn Hàm cứ cúc cu hoài. Cái livestream của người ta là cái livestream dễ thương đáng yêu chứ đâu phải cái livestream sở thú đâu. Mà vô mày cứ cung cu chim rừng cả trong nắng. Im nghe ve rừng kêu liên miên. Gửi nhanh cho em đi, Úc mua được không? Dạ Úc, Mỹ, Canada, Pháp đồ mua được hết như vậy nha. Số điện thoại bây giờ anh chị em là mua để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Con kêu cúc cu tao lóc Úc hết nha, tao lóc hết, lóc liền tay. Con quỷ này cứ phất hoài vậy. Anh bán quần áo không nha em nha. Hiền lên số điện thoại luôn, cảm ơn vậy. Anh chị em nào cần tư vấn thì để số điện thoại giùm cho em. Thì bên em thần thái tốt và bây giờ livestream là phải thần thái gì ơi. Chứ bây giờ mà nói chuyện mà chán ngồi mà xa nói chuyện vậy. Mọi người ơi ủng hộ giùm cho em, ai mà mua nói chuyện là bài stream phải thần thái lên, phải trà lết lên, hú gì mà hú. Ê quý vị thấy không, khi mình sức lên làn da mình trắng lên giống gì nha. Ê cực kỳ trắng luôn, 490.000 một chai nha mấy chị nha. Gì vậy? Không phải ẩm xuống ngoài đi, ẩm xuống đi. Dạ đây một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị ơi. 490.000 một chai, cả nhà mình đặt trên like của anh Lam sẽ được free ship nha mấy chị nha. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Dạ một bộ là với giá 1.470.000, cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm theo một chai và cái bao chết trị giá 490.000 nha cả nhà. Là có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ mọi người mua một bộ như thế này là một bộ tắm trắng a skin nha chị nha. Thì ở đây sẽ có cái tắm trắng một chai. Một chai là tắm trắng một lần và một cái chai là ta nói là tắm trắng hàng ngày là cái chai này. Và bên đây có body ban đêm cũng như là body ban ngày luôn, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng cho chị luôn. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em, cười điểu cái hả? Cười điểu đâu vậy? Chim mà cảm ơn chị ủng hộ giùm cho em gì nha. Đào tính số điện thoại luôn, Tú Nguyên số điện thoại luôn. Mua cái để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân. Trời đất ơi Phúc Châu. Này
bôi vô mắt có trắng không? Mày điên quá rồi. Cái tròng mắt của chúng ta là cái tròng mắt, là cái cửa sổ tâm hồn, là mình để nhìn đời và để làm duyên. Mày nghĩ sao mày xà cho mắt mày rồi nó mù luôn nha, là hầu y ngư mù luôn nha. Dạ rất là trắng nha mấy chị nha, nhưng mà trắng bệnh nha mấy chị nha, chứ không hề bị trắng mà trắng ảo nha mấy chị ơi. Chị Quỳnh ngàn đẹp hả? Con trai sử dụng được em ơi, con trai video môi đều sử dụng được hết, chủ yếu là mọi người muốn sử dụng là sử dụng được thôi nhau gì nha. Nhanh tay lẹ chân, em có con nhỏ sao? Khi mà có con nhỏ thì mình tắm xong rồi mình rửa sạch sẽ giùm cho em, không sao trơn trội gì nha. Sản phẩm cực kỳ an toàn cho mọi người luôn. Thì trong đây là những cái thành phần dưỡng da trong đó cũng như là rất là ok cho mọi người. Nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, mọi người yên tâm về giùm cho em những gì nha. Ở số này ẩm hợ. Chị nào tăng gia nơi Bùi Mạnh Linh ơi, tăng gia em tặng cho anh cái tủ lạnh 57 triệu được không em? Đó, bây giờ nó mắc quá không có tiền mua nè em ơi. Lisa Trần Nguyễn Quân cho em một hũ đi shop ơi hả? Hà Ngọc để số loại giùm cho anh đi mọi người ơi. Lấy cho em một bộ mỹ viên một bộ luôn, cảm ơn. Quả mi còn hot không anh? Còn hot bình thường. Đúng rồi, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, hoặc là em bấm cho Facebook Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Cái đứa nào mà cứ chào bé Lê Văn Đạt, bé Lê Văn Đạt là bà nội của tụi bay hay tụi bay chào hoài vậy? Con nào mà chào Lê Văn Đạt, Văn Đạt là lóc liền nha nha. Cái thằng quốc tính kém sang mình cũng vô mày coi. Mày sang quá mày qua chỗ khác mày coi đi. Đây là kem body nha mấy chị nha, một chai kem body sử dụng được rất là lâu, 2 đến 3 tháng nha mấy chị nha. Ê thôi thôi anh ghét mấy con đồng chí comment kém sang ha. Mấy má, mấy má làm mấy má sang lắm, mấy má. Mấy má mà hay nói tại vì mấy má hay sân si, mấy má hiểu không? Hiểu không? Nói tao kém sang nhìn là mấy má đi. Mặt mấy như mấy má như con màu y đó. Ê. Nhưng mà phải như thế nào mới là sang? Sao sang đây, nói tôi nghe coi như thế nào là sang. Hello, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào mua bây giờ để số ngoại giùm cho em gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn, trên tay cho bây giờ em sẽ thoát y da và em xức lên người của em như vậy nha. Nhân lúc cái cơ hội mà Hoàng Văn là chào em là khỏe không em ơi. Rồi bây giờ mình xức lên body của chúng ta và xức từ cổ xuống. Và đặc biệt là cái này xức dụng mặt được. Đây là Gen Nguyễn Tao Lóc này. Dạ mấy chị mua để lại số điện thoại giùm em, đặc biệt là nam nữ là đều sử dụng được hết nha. Những anh nam mà mình có thể tắm trắng mặt được luôn nha mấy bạn ơi. Mấy anh ơi, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em 490.000 một chai thôi nha. Đây là dòng kem body băng đêm nha mấy chị ơi, 490.000 luôn. Thẩm thấu vô làn da của mình, gặp nước là không bị trâu nha mấy chị nha. Xài rất là thích và hiệu quả luôn nha cả nhà ơi. Trời ơi, nãy giờ nói quá mà 31 phút hả, chết cha tôi rồi. Ok, tiên vang số thoại luôn, Nguyễn Anh số thoại luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào bây giờ mua để số thoại giùm cho em và trẻ trâu cứ vô đây, anh Lâm sẽ cân tim em nha. Nào, vô. Rất là trắng luôn nha mấy chị nha. Mấy chị xuất lên giùm em để khoảng 15 đến 20 phút tôi đi tắm lại giùm em nha mấy chị nha. Rất là trắng luôn nha cả nhà ơi. Khoe vú đi anh ơi. Dạ mấy má ơi, con bán là má tắm trắng mấy má nha, chứ con không bay làm gái mấy má, bớt giùm con đi mấy mẹ. Tha kem đi hả, tha kem đi hả, kem bộ tóc của anh hả. Dạ má ơi, tóc con tóc thiệt mấy má ơi. Dạ tóc thiệt. Dạ 490.000 một chai là 118 được 2 tháng nha mấy chị nha. Kem body cũng 490.000 luôn nha cả nhà ơi. Chào bé Lê Dương Bảo Lâm. Dạ tôi không có bé đâu mấy má ơi, tôi là thuộc dạng bé bự rồi, tôi là thuộc dạng bé già rồi. Nhớ anh quá hả Kim Quang ơi, em khỏe không? Bao lâu tôi không nhau, bao lâu tôi không thấy nhau, khiêu nhau tìm vào sâu. Mình sẽ đừng cần đầu quen mau, sao bên em luôn có dấu là bên dưới mắt nhau. Khi bên tâm hình được bao lâu để tình yêu phai màu. Kết thúc chỉ thành điều trăm mét, chỉ có gì mà để âu lo. Cái bồn dưới tôi mắt chung 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 chung. Gì vậy? Dạ đúng rồi. Bây giờ những chị nào mà muốn làm đại lý bên đây thì inbox trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh giúp em nha cả nhà ơi. Đây là dòng tắm trắng nha mấy chị nha. Tắm trắng cực kỳ hiệu quả với giá 490.000 một chai. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Cảm ơn vậy, da trong phi xài được luôn mấy má. Mà da trong phi má đen nhưng mà đen màu y đó mấy má. Đen mà đen thu thù lù là xài được cho em một lần thôi là giá đã bập bông rồi. Nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc cái gì nha. Chính vì vậy rất ok cũng như là rất là đẹp. Dạ siêu trắng luôn mấy chị ơi, đây là cái sản phẩm siêu hiệu quả nha mấy chị nha. 490.000 sử dụng được 2 tháng không trần chờ gì nữa, nhanh tay đặt hàng đi cả nhà ơi. Mấy chị mà không xài là hối hận cả cuộc đời nha. Tết nhất tới nơi rồi, tranh thủ nhanh tay để đặt hàng nha cả nhà ơi. Vì số lượng có hạn, bây giờ cả nhà mình ai muốn tham gia cái hệ thống của Bùi Mạnh Linh, inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giúp em nha cả nhà ơi. Dạ 490.000 một chai một bộ là cả nhà mình mua sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tại tế bào chết trị giá 490.000 nha. Một bộ là 1.470.000 nha cả nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà ơi. Dạ đúng rồi, cả nhà mình xuất lên giùm em để khoảng 15 đến 20 phút sau đi tắm lại giùm em. Đặc biệt là cái dòng tắm trắng này mình có thể sử dụng cho mặt được luôn nha mấy chị nha. Đúng rồi, trắng lắm mấy chị ơi, 15 đến 20 phút thôi là bật tông rõ rệt cho mình luôn nha cả nhà ơi.
15 đến 20 phút là bật tông nha, toàn farm số thoại luôn, cảm ơn vậy. À, không thích thì đừng xem, mấy má lạ lắm mấy má ơi. Thì Facebook em nhiều người theo dõi lắm, chính vì vậy. À, cái thằng anh Khoa một lần nữa nha, một lần tao lóc mày nha anh Khoa nha. Đàn ông trai tên anh Khoa để hình gái biết mẹ âm binh rồi. Vô, ale. Rồi bây giờ mình xích giùm cho em, mình xích lên trên body giùm cho em gì nha. Em là tao nói Sài Gòn cô tiên năm 2000. Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000. Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô tiên. Cô tiên về băng giá. Hát gì vậy? Tôi bán sỉ 800 ngàn, ai mua inbox hả? Dạ, hàng giả đó nha gì nha, hàng giả dùm cho em nha gì nha. Cảm ơn gì anh chị em là mua để số điện thoại dùm cho em. Nhanh tay lẹ chân nha gì nha. Rồi anh Khoa tao lóc rồi nè, tạm biệt mày. Dạ cả nhà mình đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại dùm em nha cả nhà ơi. Em là con bướm nha gì nha, em là con bướm, em là chị ổng no, chị bay đi đâu à, qua nờ những cánh thăm à, đi tìm mà chiêu nàng à, chị ông út mình quanh đôi cánh chào qua à. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi à, chị bay đi tìm người à, tìm mặt ông nuôi đời à, gì văn theo bố mẹ à, chăm làm không nên lời, số gì ra con số gì ra. Để em chặn những con mà trẻ trâu nha quý vị ơi. Nhanh nè. Lẹ nè. Mình phục 47 tuổi đen quá nghe Lâm nói. Thấy thương vậy trời. Sao à? Mình tên phục 47 tuổi luôn. Thấy thương. Dạ. Tự nhiên anh nói cái em bị trùng tâm lý luôn anh. Anh dễ thương quá. Anh bán mua hàng mà anh dễ thương quá. Em không có bán cái gì. Dạ anh Bùi Mình Linh nó bán cái gì nha. Dạ. Dạ, sản phẩm đây là 490.000 một chai, cực kỳ hiệu quả. Đây là sản phẩm từ Hàn Quốc 100% nha mấy chị nha. Đây là tắm trắng mấy chị ơi, một chai như thế này mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha cả nhà. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Còn những chị nào mà muốn tư vấn kỹ hơn cứ để lại số điện thoại giùm em nha, hoặc là inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Inbox cho Bùi Mạnh Linh nha mấy chị nha, cảm ơn vậy. Cô Tiên hay con điên là kệ tao đi. Bớt đi. Chị áo điện thoại ha, không có gì, em nhiều áo lắm nha, em nhiều áo lắm. Quỳnh lấy mấy cái áo cho anh Quỳnh. Tụi mới không có hả? Em nhiều áo lắm vậy, giờ cái áo này em đi tập gym như gì, em đi tập gym nha. Tao cô tiên hay con điên thì kệ tao đi, đừng có ý kiến cái còi vậy trơn trời. À. Thằng Rin Nguyễn mày chuẩn bị bị lóc rồi đó. Ừ. Mình xích dành cho em. Xích dành cho em gì vậy? Mạnh Linh ơi, gửi thêm hết cho Quỳnh. Còn mấy chai rồi. Mạnh Linh ơi, hết rồi Mạnh Linh ơi. Còn mấy chai Bùi Mạnh Linh ơi. Bóng Long Xuyên hả? Tao không ở Long Xuyên mẹ ơi, tụi bay im đi, tụi bay khùng quá tụi bay ơi, tao thiệt luôn tụi bay. Tụi bay nói chuyện như con nít á. Tụi bay nói chuyện như con nít á, tao thiệt luôn, bay lớn hết rồi. Quỳnh ơi, giới thiệu kem gì kìa, Mạnh Linh kêu gì kìa. Kem gì á, kem gì em cũng giới thiệu mà. Đây, kem đây. Đây mọi người ơi, đây là cái dòng sản phẩm kem body nha mấy chị nha, đây là sản phẩm là kem body 100% từ Hàn Quốc, 490.000 một chai, ban đêm và ban ngày nha cả nhà ơi, đều đồng giá 490.000. Cả nhà mình xức vô là thẩm thấu với làn da chứ không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Rất là sướng luôn, khi gặp nước là không hề bị trao nha mấy chị nha. Trắng lắm mấy chị ơi, xài là không bị lộ vân kem đâu mấy chị nha, rất là hiệu quả luôn. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng giùm em, đặc biệt cho những chị nào mà văn phòng đó mấy chị đi đâu, mấy chị nằm đi đâu ngoài nắng nhiều quá là mình sử dụng giùm em, tại vì cái kem body ban ngày bên đây là có tinh chất là chống nắng cho cả nhà mình luôn nha. Đây cái con quỷ nào cứ dựng đây hoài vậy hả? Tao đâu phải là Quỳnh búp bê đâu mà tụi bay cứ dựng đây hoài. Dạ đúng rồi, kem body ban ngày và ban đêm là hai loại khác nhau nha mấy chị nha, rất là trắng và siêu hiệu quả luôn. Ban ngày đặc biệt là có chất chống nắng cho cả nhà mình nha, ban đêm là thức trắng nha mấy chị ơi, rất là trắng luôn. Rất là trắng cho mọi người luôn, anh chị em là mua để số điện thoại giùm chị em gì nha. Nhanh tay lẹ chân ship quận cam mày bớt xàm nha mấy má ơi. Lấy em một bộ đi, Thùy Duyên một bộ luôn. Cảm ơn gì, rất là ok và cực kỳ trắng như gì nha. Anh chị em nào bây giờ mua cứ để số điện thoại giùm bên em, thì bên em Zalo cũng như tư vấn cho vậy. Nhanh tay lẹ chân, mình sức lên thì mình để chừng 15-20 phút là da mình sẩm thấu tất cả các tinh chất và làm trắng da như gì nha. Và cực kỳ ok, cực kỳ đặc biệt. Và sau khi mình tắm xong thì mọi người ơi, mọi người nhớ là xức cái kem body ban đêm và body ban ngày giùm cho em, thì những cái tinh chất mình sẽ thẩm thấu sâu làn da chúng ta, làm trắng lên mịn hơn. Và đặc biệt là cái kem body ban đêm, những cái tinh chất sẽ thẩm thấu sâu làn da, sáng ngủ dậy thôi làn da tôi sẽ trắng trởn nà, rất mỏng nà luôn. Rất là mịn nha các chị nha, đặc biệt là cái dòng tắm trắng ở đây là không hề bị khô da nha cả nhà ơi. Giờ làm ha. Chút nha. Cái là gì? Để nó cái em mua con tim của anh hả? Ok Ngọc Thái số điện thoại luôn, cảm ơn vậy. Nhanh tay lẹ chân, muốn làm công ty như người ta mà chưa đủ tuổi hả?
Là gì mẹ? Một bộ bao nhiêu? Cảm ơn quý vị. Đây đem chặn bớt quý vị, đem chặn bớt nha, đem chặn bớt nè. Mày hả mắm? Thoa mặt được không? Cái này sử dụng mặt cũng được nha gì nha. Chị em nào cần mặt thì để số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân, anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em. Rất là trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Đó, mình xức lên làn da chúng ta nha gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Đây là những cái tinh chất than hoạt tính sẽ thẩm thấu sâu làn da chúng ta, làm da chúng ta sáng lên, mịn lên và đẹp hơn. Cứ để số điện thoại giùm anh em thì mình sẽ alo cho gì. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Đó, mình xức lên giùm cho em nha gì nha. Này nó hơi đen một xíu, nó hơi đen một xíu như vậy nha. Nhưng mọi người yên tâm dùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Nhanh tay lệ chân đi mọi người, Đồng Nai Biên Hòa mưa to hả? Trời đất ơi, ra đường cẩn thận nha Hoài An nha. Mưa gió ra đường là cây gò kẹt tùm lum tùm la ở trong nhà đi. Bão đang sắp tới rồi. Mấy má nào ra đường thì hạn chế ra đường giùm tôi nha. Dạ cả nhà mình đặt hàng nữa là số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi, 490.000 một chai nha các chị nha. Một bộ là 1.470.000 nha cả nhà ơi. Rồi sơn nhà kìa, nhà em đang xây nha chị nha, nên sơn nhà lại cho sạch sẽ rồi này nọ để tiếp mọi người luôn nha mọi người ơi. Ok, xong thư để số điện thoại bao nhiêu một chai thì em gái của anh ơi. Cái hộp cho này là 490.000 những gì nha. Và ngày hôm nay đồng giá tất cả mọi người luôn. Anh nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Và đặc biệt cái sản phẩm này có thể sức mặt được luôn, rất là an toàn và da chúng ta những gì nha. Ê. Dạ một chai là mấy chị tắm được 2 tháng nha mấy chị nha. Cực kỳ hiệu quả và siêu trắng sau 15 đến 20 phút thôi nha. Đây người em tắm này em trắng cực kỳ luôn á mấy chị ơi. Bia được nhiều tiền không anh? Không em nha, không em nha. Cái này là anh làm yêu nghề thôi. Anh là đây tâm sự với mọi người thôi. Anh hát hò, anh vui nhộn, anh tâm sự với mọi người thôi. Ok, qua Lê Quang số thoại luôn. Cảm ơn chúc anh bán chạy nè. Cảm ơn Nguyên Vũ, cảm ơn. Coi trắng thật không? Đương nhiên là phải trắng rồi mấy mẹ ơi. Bao trắng xài không trắng trả tiền cho vị luôn. Cảm ơn vị đó nhiều. Bao giờ chị nè cái con này tao lóc mày nè. Quỷ cái. Dạ cả nhà ơi, một chai 490.000 cả nhà mình nhanh ta đặt hàng để là số điện thoại giùm em. Còn một bộ là với giá 1.470.000 cả nhà mình mua sẽ được tặng ngay một chai tắm tẩy cho bộ chết trị giá 490.000 nha. Chừng chờ gì nữa nhanh ta đặt hàng để là số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. Nè, tụi bay cứ chữ đi, tao chặn hết nè, đó thấy không, tao chặn hết, tụi bay, dù tụi bay ghét tao đúng không, thì tụi bay coi tụi nó làm gì, nha, rồi mình coi mình âm thầm đi, vô chữ làm chi, tao lóc hết cũng vậy à, ủa, mấy bạn nghĩ là một comment của bạn làm tôi buồn hả, không có buồn nữa bạn ơi, chừng nào tôi không có tiền tôi mới buồn, tôi nói thiệt, chừng nào tôi mà tôi không có tiền, tôi không có xô tôi mới buồn nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị nha, rất là siêu trắng cho mấy chị. Tôi lấy quan số điện thoại luôn, tôi bác sĩ luôn, cảm ơn chị, an toàn cực kỳ an toàn cho chị luôn. Đây là cái sản phẩm cao cấp như vậy nha, dành những chị em nào mà tao nói mà muốn xài sản phẩm cao cấp, là sản phẩm rất là nổi tiếng mà chạy quảng cáo rất là nhiều như vậy nha. Nhanh tay lại chân mãi yêu anh. Đừng buồn hả? Ủa mắc gì buồn? Ủa tôi buồn gì? Buồn gì trời? Mọc ủ trắng hoa hoạt tính luôn, cảm ơn vậy. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, nói hay quá hả, cảm ơn quý vị. Đây anh lắp bớt như vậy nha. Ok, rửa sạch hết, bây giờ lát mọi người tắm xong mọi người rửa sạch giùm cho em thì làn da sẽ trắng lên cực kỳ bật tâm. Nhanh tay lẹ chân cứ để số điện thoại giùm anh em thì em sao lô cũng như tư vấn cho vị. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha, 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Siêu hiệu quả nha mấy chị luôn nha. Cực kỳ hiệu quả và cực kỳ ok. Cứ để số điện thoại giùm cho em là fan của anh nè hả, cảm ơn em. Cái cánh mua nhiêu vậy? Cánh là 75.000 như vậy nha. Dạ. Còn con nào mà khó tính quá thì cho tụi bay cái cánh, tụi bay lên bàn thờ, tụi bay ở, tụi bay bay lên bàn thờ, tụi bay ở nha. Bay lên trên mọi người rồi nhìn nhìn tụi bay lên. Thấy em không anh ơi, thấy rồi như vậy nha, trắng cực kỳ luôn. Và đặc biệt là mình style trên mặt được luôn. Cái gì vậy? Chạy máu hả? Chạy máu hả? Mày xuống vậy? Ghê, thấy hả? Ghê vậy? Ủa? Để vô giò quạt ngay cái. Mà đụng đâu chạy máu vậy? Cái ghế vậy? Mai chú lên, chú lấy trắng chú quét giùm chứ giờ nó khô nên để cho khô thì khô quét quét cái giờ trắng rồi không. Dạ em cảm ơn. Nghèo gì ha, khi mình cà lên, mình cà ra là tự trắng như thế này quý vị, mình khỏi cần rửa lại nước cũng vậy, tự kỳ ra thì những cái tinh chất nó sẽ ra hết nhau vậy nha, cảm ơn vậy. Dạ cả nhà mình chân chơi gì nữa, nhưng chị nào mà muốn trắng để ăn Tết nhanh nhất thì hãy sử dụng sản phẩm tắm trắng từ Hàn Quốc này giùm em nha cả nhà ơi. 490.000 cho mấy chị nha. Anh Khoa, tôi nói anh Khoa là comment tào lao một lần tôi lóc mày, mày hiểu không? Hiểu không?
Một view của anh thật sự anh mà lóc ai em biết không? Anh là lóc ai cũng suy nghĩ lắm. Trời ơi, một view của mình mà bây giờ mà mua view rồi nó khó lắm, mua nó khó lắm, bây giờ Facebook nó quét lắm. Like rồi mua đâu có được đâu em. Đó. Bây giờ view tao nói là phải suy nghĩ nha em nha. À. Dạ cả nhà ơi, 490.000 đây là dòng kem body nha mấy chị nha. Kem body siêu hiệu quả cho mấy chị luôn. Chị Quỳnh like có một câu nói hoài không nói hay bằng anh Lâm. Dạ em chỉ là phụ thôi mấy chị ơi, em chỉ là nhắc tuồn để là cái sản phẩm này là giá như vậy nha mấy chị nha. Còn mấy chị muốn em like thì cứ bóc em đi, nói nhiều cho mấy chị coi. Đó, đó, thấy không? Trời đất ơi, nay xéo sắc được rồi nha Quỳnh nha. Đó, thì đó, muốn muốn người này nói nhiều thì bây giờ các bạn bóc đi nha. Bóc đi người ta nói nhiều chơi bạn. Anh Khoa mà chuẩn bị bị lóc rồi đó, hiểu không? Một view của tao nhưng mà tao ghét tao lóc liền, hiểu không? Ừ, nhanh tay lại chân, tên không có nè, lóc thằng tên không có nè. Tên không có là phải lóc liền. 490.000 một chai cho mấy chị nha. Chị Hoa Cúc để số điện thoại giùm cho em chị nha, để lên số điện thoại giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Anh chị em, lóc nè, tao lóc luôn nè, thằng Đạt bôi sơ gì nè, mày hay yêu nghiệt hàm. Một bộ bao nhiêu? Một bộ là 1.470.000 như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Cứ để số thoại giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân, tao lóc thêm một con nữa nè. Giá một bộ là với giá 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm theo một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Anh Lâm ơi, giờ em thấy quý vị rồi nha quý vị nha. Cảm ơn mọi người. Quỳnh tháo cái cây bướm lên ra đi. Nay không đi diễn, chuẩn bị đi diễn đó gì hay lắm Lâm ơi hả? Trời ơi, em nói gì sống sẽ vừa lòng quý vị, thiệt sự không giờ sống vừa lòng với mẹ trên thiên hạ hết trơn. Trời ơi, dạ, cuộc đời của tôi sinh ra không phải là vừa làm vừa lòng với ba với má, hiểu không? Dạ, tôi chỉ phục vụ đám đông thôi, ai cũng có anti fan, ai cũng có người thương và kẻ ghét mình. Dạ, inbox cho em hả? Vương Nguyễn, em inbox Bùi Mạnh Linh giùm cho anh một bộ gồm những gì? Một bộ gồm những gồm một chai tắm một lần, bầu chai tắm hàng ngày, một chai body ban đêm và một body ban ngày. Cảm ơn quý vị, nhanh tay lẹ chân đây. Mình xức lần da chúng ta và 15 phút sau mình rửa lại với nước thì da ta sáng lên, bật lên, tông lên và mịn màng hơn. Ngọc Châu để số điện thoại dùm cho em. Cái này đặc biệt là chúng ta xài trên mặt được nhau gì nha. Rất là ok luôn, cái là mình xài trên body thôi. Nhưng mà bây giờ em sẽ xài trên mặt cho gì coi, để mọi người thấy được cái sự an toàn của nó và những cái tinh chất không làm ngứa ngáy, không châm chích và không gây dị ứng của này nọ như gì nha. Dạ rất là dễ sử dụng mấy chị ơi, chỉ cần xúc lên sau đó 15-20 phút thôi đi tắm lại giùm em là được rồi nha mấy chị nha. Không hề khó chịu, không hề bị châm chích, không hề vàng lông nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả cho mấy chị luôn. 490.000 một chai sẽ dùng được 2 tháng, cần chờ gì nữa mà mình không hề sở hữu nha mấy chị nha. Mạnh Linh ơi, Facebook này nó tương tác lại đó bên nó Mạnh Linh, em thấy không? Nè anh like là thông báo rồi mà. Thông báo chưa? Nó tương tác rồi Bùi Mạnh Linh, em thấy không? Nay comment đồ em thấy không? Khi mà dân chúng vô chửi nhiều là em biết rồi đó, nó tương tác lại đó em. Nhưng mà anh vui lắm em. Mất bướm rồi. Hậu Trần hả? Hậu Trần. Dạ mấy chị ơi, mấy chị mua để lại số điện thoại giùm em nha. Hoặc là những chị nào muốn tư vấn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này, cứ để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Dạ đúng rồi, sản phẩm này là sản phẩm từ Hàn Quốc nha mấy chị nha. Thầy rất là an tâm luôn, bên đây có giấy công nhận hết rồi, cho nên cả nhà mình sử dụng rất là an toàn nha. Mình có thể tắm mặt được luôn, nam nữ đều sử dụng được hết nha mấy chị nha. Không những chị mà anh có thể sử dụng được luôn nè. Những anh làm bị da mặt bị đen, da mặt bị khô là mình nên sử dụng giùm em luôn, là cực kỳ trắng và mình. Thôi cái này là xài body thôi, đừng có xài anh mặt giùm cho em này, là em xài cho gì coi, cái tinh chất nó rất là an toàn thôi. Quý vị đừng có xài anh mặt giùm cho em, mất công mà mấy má bị gì nữa mệt lắm. Sử dụng body giùm cho em thôi nha. Em sử dụng cho gì coi như thế này để cho cái sự an toàn của gì nha. Dạo này còn muốn lửa không hả? Dạ siêu hiệu quả nha mấy chị nha. Hai tay em bật tông rõ rệt luôn nha mấy chị ơi. 15 đến 20 phút thôi là cực kỳ trắng nha. Những chị nào mà muốn trắng nhanh thì nên sử dụng giùm em ngay và liền ngày hôm nay nha mấy chị nha. Đặt hàng giờ giùm em nha cả nhà ơi. Gì vậy con? Thèm nước hả? Dạ trắng lắm mấy chị ơi. Một tuần là mình sử dụng được 2 đến 3 lần nha mấy chị nha. Rất là trắng luôn. Mình kết hợp tắm trắng và kèm theo kem body giùm em nha cả nhà ơi. Là cực kỳ trắng và bảo vệ làn da của mình mịn màng hơn nữa nha mấy chị nha. Vậy mà anh làm đẹp quá hả? Cảm ơn quý vị, anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em cái gì nha. Mình xức ở làn da chúng ta là da ta cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Quý vị ơi, 7 giờ tối nay em sẽ like cái gì Quỳnh? 7 giờ tối nay mình sẽ lên son. Son mà ngày hôm nay son thương hiệu mà sale sẵn sàng cho mọi người luôn. Nói gì nãy? Người ẩm vô đây kìa. Cái gì? Em sử dụng rồi trắng lắm hả? Cảm ơn quý vị, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân, anh chị em nào mua để số điện thoại như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Mọi người nhớ đừng mua ha, để tao lóc mày cho mày bớt nghiệp nè.
một trên nắng hoa cúc. Ok, hoa cúc để số điện thoại nha chị nha, cảm ơn. Và free ship ở Hà Nội cho chị luôn, và có kem dưỡng da cho mọi người luôn. Thì đây là cái chai dưỡng da ban đêm cũng như là kem dưỡng da ban ngày. Kim Nhã, chào Kim Nhã, cảm ơn mọi người rất nhiều nè. Kim Nhã khỏe không em ơi? Anh Lâm nghe đây cưng, lợi dụng tấm trắng nữa. Thì đó, mỗi lần like làm khoái lắm. Trắng lắm mấy chị ơi, em không xài là hối hận cả đời nha mấy chị. Dạ em chào chị Cát Phượng, cảm ơn chị yêu của em. Đây mấy chị xài dùm cho em. Và khi để 15 phút chúng ta rửa lại với nước thì hôm nay sẽ rất là trắng quý vị nha, rất là trắng với là mịn màng cái làn da của mình. Đây em tháo cái chỗ gì coi. Bột tông rõ là luôn nha mấy chị nha. Một chai là sử dụng được 2 tháng rồi nha mấy chị ơi. Chơi gì nữa mà không sử dụng cả nhà. Đây là kem body nha. Kem body 490.000 một chai. Cả nhà mình, em nghĩ là cả nhà mình nên mua một bộ đi mấy chị ơi. Đây là sản phẩm từ Hàn Quốc nha. Mua một bộ với giá 1.470.000, cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Dạ đúng rồi dì ơi, nhanh tay lại chân đặt hàng cái gì nha. Còn ai muốn làm nhắn làm đại lý thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi dùm cho em. Thì Mạnh Linh Bùi xa lô cho chị. Nhanh tay lại chân, hello cô Cát hả, cảm ơn con. Cát Phượng đang coi nó vậy. Dạ em chào chị yêu của em. Dạ cả nhà mình đặt hàng là vui lòng để lại số điện thoại giùm em hoặc lên inbox trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi, xin được tư vấn kỹ hơn nha mấy chị nha. Dạ cả nhà mình quan tâm cái sản phẩm này cũng để lại số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi. 490.000 một chai, cả nhà mình có thể mua lẻ một chai sử dụng trước cũng được luôn nha mấy chị nha. Mua lẻ một chai 490.000 nha cả nhà. Dạ nhanh tay lại chân anh chị em là mua, cứ để số điện thoại là 490.000, 490.000 bên em Zalo cho vậy. Mua rẻ quá hả? Dạ nó cũng không có rẻ đâu vậy. Cái này là cái sản phẩm cao cấp nha chị nha, sản phẩm cao cấp. Tính về thị trường Việt Nam thì sẽ hơi cao hơn những sản phẩm ở đây. Nhưng mà gì biết không? Tiền nào thì của đó thôi. Dạ anh chị ơi, dạ tiền nào của đó thôi. Nhưng mà cái chai này xài rất là lâu nha chị nha, xài rất là lâu. Thời gian nó sẽ bật tông và trắng lên tức thời. Nhanh tay lại chân. Đây. Tức thời. Mẹ nè em tắm 2 lần mẹ trắng hơn cái gì không? Nó sẽ bật tông hơn và sáng hơn, trắng hơn, mịn màng hơn. Siêu trắng luôn mấy chị, nhưng mà cực kỳ mịn nha mấy chị nha. Cực kỳ mịn cho mọi người luôn, nó không châm chích, không gây ngứa gì thấy không? Nè quý vị em kéo dấu gì coi nè. Nghĩa là làn da của mình sẽ trắng lên, mịn lên và sáng lên như gì nha. Cứ để số điện thoại giùm mình em Zalo cũng như tư vấn cho chị. Nhanh tay lẹ chân. À, Hà Danh nè, chào tao đi hả? Tao lóc mày luôn nè. Dạ đây là rất là trắng nha mấy chị nha, và không hề bị vàng lông, cũng không hề bị dứng nha mấy chị nha. Loại da nào cũng sử dụng được hết nha cả nhà ơi. Da nào cũng sử dụng được, da ta nói là da đen, da đỏ, da vàng, da trắng gì, da nào cũng sử dụng được hết. Chỉ cần để số điện thoại dùm cho bên em thì bên em Zalo cũng nhờ tư vấn cho chị. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại dùm em nha cả nhà ơi, hoặc là inbox cho Bùi Mạnh Linh dùm em nha. 490.000 một chai thôi, đây là tắm trắng nha mấy chị nha, siêu trắng luôn. Bên đây là có kèm là tay chai tắm trắng một lần và tắm trắng hàng ngày nha mấy chị nha. Sữa tắm trắng hàng ngày là giúp cho da mình lúc nào cũng luôn mịn màng và kích trắng nha mấy chị nha. Đây cái những cái hạt li ti này nè mấy chị, là những cái hạt nó kích trắng cho da mình nha. Đây là chai sữa tắm trắng hàng ngày, cả nhà mình không cần phải sử dụng cái sữa tắm nữa, mà giờ bây giờ mình sẽ sử dụng cái thỏi loại này giùm em. Dạ vừa là sữa tắm mà vừa kích trắng nha mấy chị luôn nha. 490.000 nha mấy chị ơi. Ok Phụ Nguyễn số điện thoại luôn, cảm ơn chị. Đây đưa tôi lóc hết nè. Hát đi Lâm hả không? Cả nhà mình là ai mà muốn quan tâm mà muốn trắng nhanh á thì mình nên sử dụng một bộ giùm em nha. Một bộ 1.470.000 được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha mấy chị ơi. Mua một bộ thì nó sẽ lợi hơn rất nhiều cho mấy chị nha. Còn những chị nào mà mình muốn tư vấn kỹ hơn nữa thì mình có thể mua một chai để mình sử dụng trước nha mấy chị nha. Quý vị thấy không, khi mà ta mở ra thì nó rất là trắng làn da chúng ta như chị nha, rất là trắng và cực kỳ an toàn cho da mình luôn. Dạ mình có thể sử dụng trong mặt được luôn nha mấy chị nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Mưa. Ê da mưa rồi quý vị ơi. Quý vị ơi, bây giờ ngoài trời đang mưa nha mọi người ra đường cẩn thận giùm cho em nha chị nha. Gió cây rồi đó nó ghê lắm nha mấy má. Gần Tết tới nơi rồi, ra đường làm ơn giữ gìn sức khỏe của mình nha quý vị nha. Còn mấy con mà hay chửi tâm con hay nghiệp đó, làm ơn ra đường giùm về bớt đi nha. Mấy con mà hay vô sân Facebook sân si người ta đó, hay vô Facebook mà me đồ này nọ, thì bây giờ trời đang mưa này đi ra đường giùm đi. Để ông trời không thấy, hiểu không? Dạ mọi người ơi, mọi người mua đây là số điện thoại giùm em nha. Đặc biệt cho những chị nào mà muốn nhanh nhất thì nhanh trắng trong Tết, thì Tết này là để dành một lần da trắng á, nên sử dụng giùm em cái sản phẩm tắm trắng này với giá 490.000 thôi nha mấy chị nha. Cực kỳ trắng luôn nha mấy chị ơi. Một tuần là mình tắm giùm em 2-3 lần thôi nha mấy chị nha. Mấy cái này trước là em bị đen rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ cái cổ em mà trắng hơn làm nhiều lắm luôn mấy chị. Là mình xuyên sử dụng mấy chị, là em kết hợp chung với là kem body nữa, là cực kỳ trắng chỉ sau một tuần sử dụng nha mấy chị nha. Da cực kỳ trắng luôn. Quý vị thấy không? Là khi em lau cho chị cái này mình làm sao mình rửa nhớ tắm giùm cho em gì nha. Nay lai nhà mới, giờ lai nhà mới, nhưng mà chưa ở như gì nha em, chưa ở tại nhà cũng đang hoàn thiện gì, đang trong vấn đề hoàn thiện.
Nè, biết chồng vấn đề hoàn thiện nữa. Trong thời gian hoàn thiện. Đúng. Ủa? Rồi Nhân Hoa Na ơi, hiệu quả không? Mấy chị ơi, dạ. Bao hiệu quả cho mấy chị, em nói thiệt. Em nói thiệt với mấy chị luôn. Chắc mấy chị nha, đây cái vùng cổ em hồi đó nó bị tắt nắng dữ lắm luôn á. Mà bây giờ em sử dụng mới có hơn 2 nửa tháng nè. Trắng cực kỳ luôn, nam trắng hơn năm luôn á mấy chị ơi. Mà mấy chị ơi, cái này là mình xài body nha. Em sức lên mặt để em chứng minh cho mọi người thấy. Cái này là nó rất là ok. Cũng như là nó rất là an toàn cho da của mình. Nó không dị ứng cho gì nha. Mưa lớn hả ta? Gì? Mưa lớn cho gì nha. Vậy đừng đi tập tạ nha. Dạ. Ở đây lau dọn nhà phụ. Thôi đi tập tạ đi. Chứ nãy hai kêu lau dọn nhà. Thôi cho bộ. Không, sao cũng được. Ủa ai đó vậy mẹ? Hai người dọn dẹp rồi, nó đem chăn tới khăn nhà mình lên. Rồi xuống nước. Ok, kệ đúng không sao? Ủa, nhà nóng quá. Sao nóng? Đây nãy em uống nước kia. Ủa trời mưa sao nay tháng này còn mưa mà rầm nữa trời. Đó, mình lấy giùm chị em cái gì nha, đâu gì thấy không? Rất là trắng, xài là banh rạp như vậy nha, rất là trắng. Da mình sẽ đẹp hơn, trắng hơn, sáng hơn. Quỳnh đi rửa thì mình giặt mềm anh nha. Cực kỳ mịn nha mấy chị nha. Cực kỳ mịn và trắng luôn. Xài là xài banh rạp như gì nha. Xài là xài cực kỳ trắng luôn. Anh chị em nào mua cứ để số điện thoại dùm cho bên em. Chúc mừng anh nè, cảm ơn em. Ai biết. Thì má chúc mừng thì cảm ơn mấy má đi. Nhà mới á. Vậy hả? Không, mưa Sài Gòn em, anh đang ở Sài Gòn em. Ở chỗ gì có mưa không quý vị? Ở chỗ Ê Lâm hả? Mỹ Nương tao lóc mày luôn nè. Ở chỗ gì có mưa không quý vị? Ở Sài Gòn đang mưa quá nè quý vị ơi. Sài Gòn đang mưa nha quý vị nha. Mưa rất là lớn luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì chiều nay 7 giờ em sẽ like một like. Và 9 giờ 9 rưỡi của anh. 9 giờ 9 rưỡi like ạ. À? Quên. 9 giờ 9 rưỡi like. 9 rưỡi. 9 rưỡi nha gì nha, 9 rưỡi ở Biên Hòa là đẹp trai đẹp lắm hả? Cảm ơn chị Biên Ngạn, cảm ơn chị yêu của em. Thôi bây giờ là không cũng đẹp ghê hả? Điếc hay gì á? Cái. Giỡn thôi đó mấy chị ơi. Mưa rồi. Cả nhà mình mưa rồi, cả nhà mình mua tấm trắng về mình tấm trắng đi chị ơi. Không có đi ra đường được chứ mình tắm trắng đi cho da mình lúc nào cũng trắng nha mấy chị nha. Phụ nữ là phải đẹp và phải trắng mấy chị ơi. Trắng thì nó mới đẹp được nha. 490.000 thôi mấy chị nha. Một sản phẩm vừa túi tiền nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn. 490.000 thôi, tắm trắng sử dụng được 2 tháng rồi mấy chị ơi. Đang bảo gì, trời đang bảo gì nha. Trời đang bảo lắm quý vị. Có gì không? Mình tắm ra hết dùm em là cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ ok cho mọi người luôn. Dạ một bộ là với giá 1.470.000 nha chị Hương Lan ơi. Bây giờ chị mua chị để lại số điện thoại giùm em hoặc lên inbox em bùm mình lên giùm em nha. Đúng rồi, cả nhà mình mua một bộ sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Chứ mấy chị mua lẻ là không được tặng, chỉ được free ship thôi nha mấy chị nha. Mua lẻ chỉ free ship cho mấy chị thôi nha. 490.000 một chai nha mấy chị nha. Mỗi có like mà có nha chị nha. Trời ngày nào không like gì. À, rất là trắng như vậy nha. Rồi bây giờ anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm anh em. Thì anh em Zalo cho chị hoặc là inbox cho Bùi Mạnh Linh. Dạ đúng rồi, cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em. Hoặc là bây giờ mấy chị nào muốn an toàn hơn, nhanh nhất á, thì inbox trực tiếp cho Facebook Bùi Mạnh Linh giùm em luôn nha. Chào em, chào vậy, tối lai gì, tối lai lai son. Mà son cái thương hiệu cũng lớn mà rẻ như vậy nha. Cảm ơn vậy, sửa giáo kìa ha, cảm ơn vậy. Nhanh tay lè chân với mọi người ơi. Xe chim xe ơ giùm cho em nha mọi người. Quý vị ơi bây giờ thời gian cũng đã hết rồi. Em xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ nha. Trời mưa đang rất là lớn. Ở trong nhà đi nha quý vị nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Xin chào và hẹp lại. Còn con nào không thích anh Lâm tối nay 7 giờ là 9 rưỡi nha. Vô coi Lâm nha. Để sân si nha mấy đứa nha. Nghiệp.